Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng tiếp tục với bài 4 của theme số 9. Vậy thì trong bài 9 này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về chủ đề là My Community. Vậy thì trong bài 4 chúng ta sẽ học về những gì? Các bạn sẽ cùng cô mở sách giáo khoa trang số 108 và chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên là phần từ mới này. A. Listen, point and say. Số 1 nhé. 1. Address. Address. Địa chỉ đúng không nào? Address. Address. 2. House number. Số nhà. Nhà thì mình có là house. Số thì mình là number. Vậy thì số nhà thì cô sẽ có là house number. 3. Street name. Street name. Tên đường đúng không nào? Street name. Ở đây ví dụ như cái đường này thì nó có tên là Black Street. Vậy thì cô sẽ có là tên đường thì cô sẽ có là street name. 4. Email. Rồi, thư điện tử đúng không? Email. 5. At. At. Mình có cái chữ A còng bên này thì chúng ta sẽ đọc là at. Được chưa? Ví dụ như là tom A còng 123.com thì mình sẽ đọc là tom at 123. Vậy thì chấm thì mình 6. Đọc... Dot. Dot. Đúng không? Chấm com thì mình sẽ là dot com. Tom at 123.com. Được chưa? Ok, phần từ mới thì cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta cùng ôn lại nhá. Một, mình có là address. Hai, house number. Ba, street name. Bốn, email. Năm, at. Và sáu là dot. Ok. B. 1. Listen and read. Phần tiếp theo thì là phần nghe và đọc, đúng không? Thì các bạn về nhà sẽ tự nghe và đọc cho cô. Chúng ta sẽ có mỗi câu hỏi hỏi địa chỉ thôi, đúng không nào? What's your address? Theo phần cấu trúc câu này, phần B. 2. Listen and tick the box. Rồi, chúng mình sẽ nghe và đánh dấu nhé. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. Hey Jack, I got you a gift. Wow, thanks Tom. What's your address? It's 27 Green Street. Can you see the tick? This is an example. Now listen and tick the box. 2. What's your address, Wendy? I want to write to you. That would be great. It's 142 Yellow Street. Yellow Street. Yeah! 3. And what's your email address? We can email very easily. Great idea! It's wendychow@abc.cn. Dot CN? Yeah! Yes, that's right. wendychow@abc.cn. 4. What's your address, Daisy? It's 53 Long Street, Victoria, Australia. How do you spell Australia? It's A-U... Rồi, thế thì phần bài nghe này về nhà các bạn sẽ nghe lại cho cô nhá, được chưa nào? Chúng mình sẽ có những cái ví dụ là đây, chúng mình có nhìn vào câu 3 này nó rất là khó phân biệt đúng không? Nó giống nhau hoàn toàn, chỉ đằng sau cái dấu chấm này thì nó khác nhau. Ví dụ như phần trên mình có là @abc.cn. Ở dưới thì cô có là @abc.tv. Đấy, thì các bạn nhớ nhá. Ví dụ câu 2 cũng thế, mình sẽ có hai đường. Mình sẽ cùng có nghe thấy từ là street. Nên chúng ta phải nhớ xem là cái nào là purple street hay là yellow street. Được chưa nào? Rồi, nội dung của phần C. Listen, then practice. Đây là phần cấu trúc câu thì mình cũng nghe. What's your address? It's 123 Black Street, Vinewood, USA. What's your email address? It's tombrown@123.com. Trong câu hỏi ngày hôm nay mình sẽ có hai câu. Thứ nhất là địa chỉ của bạn ở đâu? Và số 2 là địa chỉ email của bạn là gì? Mình có address và email address. What's your address? Trả lời là it. Cả hai câu này mình cũng đều trả lời bắt đầu bằng chủ ngữ là it. It's 123 Black Street, Vinewood, USA. Tên đường trước này, đúng không nào? Đến tên mình ở này, khu mình ở này. Rồi mình đến nước mình ở này, để xem nào. It's 123 Black Street, Vinewood, USA. Số 2, mình có câu hỏi là what's your email address? Vậy thì địa chỉ email của bạn là gì? It's tombrown@123.com. Is Tom Brown at, được chưa? Cái này vừa nãy mình học là at 123. Dấu chấm mình học là dot com. Rồi.
Thế thì để luyện tập cho phần này các bạn. Pronunciation tip. Tiếp theo. Listen. Đây. Trong phần luyện nói thì chúng ta sẽ có phần đóng vai, mình sẽ có đoạn hội thoại giữa Tom và Daisy, chúng ta sẽ hỏi về địa chỉ này, địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ số nhà là bao nhiêu đúng không? Và địa chỉ email là bao nhiêu? Và bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc nhé. What's your address? 51 Blue Street, Oak Town, USA. Sorry, what's your house number and street name? It's 51 Blue Street. Okay, and what's your email address? It's daisyk@abc.com. How do you spell that? It's daisyk@abc.com. Thanks. Rồi, bạn ấy hỏi là địa chỉ nhà của bạn là bao nhiêu thế? Số nhà 51 đường Blue ở thị trấn Oak và ở USA. Xin lỗi, nhà vậy thì số nhà của bạn là bao nhiêu vậy? Ví dụ bạn này bạn ấy nói không rõ cho lắm đúng không? Chúng ta có thể hỏi lại là sorry, what's your house number and street name? Và trả lời lại này. Chúng mình có hỏi địa chỉ email và thường thường thì địa chỉ email thì chúng ta hay hỏi đánh vần tại vì là làm sao? Mình cũng không biết viết nó như thế nào đúng không? Mỗi người lại viết một cách khác nhau. Như là mình nghe đọc thôi thì mình cũng không thể viết chắc được. Vậy nên mình sẽ hỏi lại người ta là đánh vần cho nó rõ nhá. Được chưa nào? How do you spell that? Đây. Rồi. Vậy thì thay bằng những cái cụm từ này chúng ta có thể thay bằng những địa chỉ khác. Ví dụ như là 16 Green Street hoặc là 93 Brown Street, Vingroup hoặc là Marble Town, UK, USA hoặc là Japan. Đây, những số nhà khác nhau, những cái địa chỉ email khác nhau mà mình tự cho vào. Vậy thì bài này về nhà các bạn là sẽ cố gắng là sẽ đọc lại cho cô này. Và chúng ta cố gắng là sẽ thay đổi thật là nhiều những cái địa chỉ email càng tốt. Hoặc là thật nhiều những cái địa chỉ nhà cũng được để chúng ta luyện tập nhiều hơn từ mới nhá. Rồi, phần cuối cùng thì mình sẽ có phần điền vào cái bảng này. Bảng này thì mình sẽ làm trong 4 người, lần lượt chúng ta sẽ hỏi và trả lời. Và bạn bè của mình sẽ điền vào những cái bảng này. Ví dụ chúng ta sẽ hỏi ba bạn và mình sẽ viết địa chỉ của mình trước nhá. Mình có 4 thông tin như sau. Thứ nhất là house number. Thứ hai là street name. Thứ ba là city hoặc là town. Và cuối cùng là country. Được chưa? Rồi, mình hỏi bạn thứ nhất này. Ví dụ như bạn Jack Murphy. Bạn ấy có house number là 27. Bạn ấy có street name là Green Street. Bạn ấy ở London và country của bạn ấy là the UK. Vậy thì địa chỉ của bạn là what's Jack's address? It's 27 Green Street, London, the UK. Được chưa? Tương tự như thế thì mình sẽ hỏi về ba bạn tiếp theo và chúng ta sẽ về nhà hỏi và điền đầy đủ cho cô thông tin vào bảng này nhá. Rồi, thế thì bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Về nhà các bạn cố gắng sẽ ôn tập lại phần từ mới và phần cấu trúc câu cho cô nhá. Rồi, thế thì hẹn gặp lại các bạn vào bài sau. Bye bye.